Xin chào anh chị em, chúc chúng ta một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và bây giờ anh chị em tỉnh chưa ạ? Bao nhiêu anh chị em tỉnh rồi thì giơ tay của mình lên comment, tôi tỉnh rồi ạ. Tôi thấy vẫn một số người vẫn đang chưa tỉnh, comment tôi tỉnh rồi ạ. Một số người vẫn chưa tỉnh đó, một số người vẫn còn vươn vai, xoa mặt, đùi trò, đúng không? Ok, chào tất cả anh chị em. Và mỗi buổi sáng thức dậy thì cái việc đầu tiên của mình cần làm là mình hình dung, xong cái phần này rồi thì mình hình dung, mình tưởng tượng để mình thấy cái mục tiêu cuộc đời của mình được thành công nữa ạ. Thấy rất rõ mục tiêu cuộc đời của mình. Và tôi thì hôm nay 3 giờ tôi cũng thức dậy rồi. 3 giờ thức dậy ra ngoài ngoài hòn non bộ ngồi bình yên. Ngồi bình yên, hôm nay không khí rất là mát lành. Sau đó vô đây với anh em. Và bây giờ mình tập tiếp nha, mình luyện nha, luyện làm sao mà hình dung khi nào, bất kể lúc nào mình nhắm mắt mình cũng nhìn thấy được ước mơ của mình được trở thành sự thật hết là vui, đúng không? Và lúc đó thì mỗi ngày sống của bạn sẽ rất là hạnh phúc. Và bây giờ thực hành nhá, thực hành để nhìn ngắm, hình dung, tưởng tượng và nhìn ngắm cái ước mơ cuộc đời của mình trở thành sự thật ạ. Ok, bắt đầu ạ. Ok, rất tuyệt vời. Chúc mừng anh chị em đã thấy được cái ước mơ của mình trở thành sự thật. Đó là đem tương lai về hiện tại thì tương lai sẽ có nó, đúng không? Và lúc đó thì mình rất là cảm xúc, mình hạnh phúc. Bao nhiêu anh chị em hạnh phúc khi mà mình nhìn ngắm được ước mơ của mình trở thành sự thật. Mình comment tôi hạnh phúc ạ, hoặc là tôi rất là hạnh phúc. Comment ạ, nói luôn tôi rất là hạnh phúc. Tôi rất là hạnh phúc. Nó quan trọng lắm nha anh chị em. Cứ nghĩ nó bài tập đơn giản nhưng mà quan trọng lắm. Mình nhìn thấy ước mơ của mình trở thành sự thật, xong rồi mình hạnh phúc, xong rồi mình comment, tức là mình nói nó ra. Nói nó ra. Thì mỗi ngày đều làm như vậy thì mình tập cái thói quen đồng bộ ba sóng. Sóng não, sóng tim, sóng ngôn từ của mình. Thì ngay cái lúc này cái cảm xúc của bạn nó hạnh phúc á, nó tạo cho bạn một cái trường năng lượng rất là tốt, đúng không? Nó tạo cho mình một cái trường năng lượng rất là tốt, một cái nội lực rất là tuyệt vời. Và chút xíu làm xong thì ra ngoài kia chồng ngủ dậy không biết chuyện gì, chồng có mắng mình cái mình cười rất là tươi, tại vì biết ông đang mắng mình trong một cái vô minh, đúng không? Mình rất là vui tại vì mình biết tại sao ông mắng mình, mắng trong vô minh vui lắm, đúng không? Đó. Anh chị em tập dần như thế này thì mình sẽ quản trị được cảm xúc luôn. Mình suy nghĩ tích cực rồi mình quản trị cảm xúc luôn. Mỗi buổi sáng đều làm như vậy. Mỗi buổi sáng cùng làm như vậy. Xong rồi chi tiết nó nha. Chi tiết nó ra trong ngày. Vậy thì 7 việc làm mỗi ngày mình hạnh phúc rồi. Như vậy 7 việc làm mỗi ngày để mình thực hiện cái mục tiêu này là gì?
7 việc làm mỗi ngày để bạn thực hiện được cái mục tiêu này là gì? Bạn có ghi rất là kỹ không? Có ghi rất là chi tiết và rất là nghiêm túc những cái việc làm mỗi ngày. Một cái thời gian vừa rồi thì tôi cùng với anh chị em có 3 việc thôi. Mà đến lúc này thì các bạn cần làm 7 việc phải đúng không? 7 việc làm mỗi ngày, mình liệt kê chi tiết ra. Mỗi ngày làm chút, mỗi ngày làm chút, mỗi ngày làm chút. Thì cái đó nó là bước tiếp theo để cái ước mơ trở thành sự thật nha. Cái gì có bên trong thì nó sẽ có bên ngoài. Mình thực hành cái bài tập này thì mình có được cái suy nghĩ à, trong tâm trí của mình có suy nghĩ, nó có cái hình ảnh, cái ước mơ, cái khát vọng của mình. Phải hãy cho mình một khát vọng đủ lớn, một cái khát vọng mà mãnh liệt à. Mình muốn đạt được cái điều đó và mình suy nghĩ, mình thấy nó, mình hạnh phúc, mình nói nó ra, thì mình tạo cho mình một cái năng lượng rất tốt. Và mỗi ngày một thì hãy nghiêm túc với nó để mình có một cái khát vọng, một khát vọng, một khát khao, một cái khát vọng đủ lớn. Thì khi mình có một khát vọng đủ lớn đó thì giúp cho cái nội lực của mình tăng lên rất nhiều anh em. Mình có một khát vọng đủ lớn chứ không hời hợt được. Khi mà mình làm một cái việc gì đó, mình không có một lý do đủ lớn, một khát vọng đủ lớn, thì mình không có cái năng lực, cũng không có cái nội lực để làm. Và luyện dần thì dần dần thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị em quy trình để làm thế nào mình đồng bộ trong chính mình. Điều đầu tiên là các bạn phải đồng bộ được chính mình nghe đó. Mình đồng bộ được sóng não này, sóng tim này, sóng ngôn từ à, mình động đồng bộ được cái thứ đó thì bên trong các bạn có. Mà cái gì có bên trong thì nó sẽ có bên ngoài. Cái gì có bên trong thì nó sẽ có bên ngoài. Tất cả mọi cái điều phát minh, tất cả mọi cái vĩ đại nhất trong cuộc đời của con người, nó đều vậy hết. Từ cái máy bay, từ vũ trụ, từ tên lửa, từ một cái bàn, một cái ghế, nó bắt đầu nó có từ cái sự sáng tạo từ bên trong. Nó có hai lần sáng tạo đúng không? Một lần là sáng tạo ở bên trong tâm trí của mình, và thứ hai là sáng tạo ra bên ngoài, tức là nó trở thành sự thật. Như vậy để cái cầu nối này, cái cầu nối để cái bên trong và cái bên ngoài để nó trở thành sự thật, nó qua một cái bước trung gian không thể thiếu được. Cái bước trung gian đó là gì ạ? Cái bước trung gian đó là, nó là gì ạ? Nó qua một cái bước trung gian nha, nó có trong tâm trí của mình, là bên trong có rồi, mình muốn có bên ngoài rồi, tức là mình sáng tạo bên trong, mình muốn có ở bên ngoài, thì cái bước vô cùng quan trọng là phải hành động. Phải hành động. Mình không hành động thì mình không làm được cái chuyện gì luôn. Không hành động thì không nói làm gì hết. Nhưng mà mình không bao giờ mình làm được ngay một cái việc to đùng vĩ đại được. Nhưng mà mình có thể làm được những cái việc nhỏ nhất, với tinh thần vĩ đại, với tình yêu vĩ đại, với một khát khao cháy bỏng vĩ đại, với một khát vọng lớn. Đó. Như vậy thì mình dịch chuyển cái đó thành sự thật bằng cách mình hãy liệt kê 7 việc làm mỗi ngày của mình anh chị em. 7 việc làm mỗi ngày làm chút, mình phải hết sức nghiêm túc. Và mình cứ làm như vậy thì mình sẽ phát hiện ra, à cái việc này thực ra nó chưa đúng lắm cho cái mục tiêu đó. À thì cái việc này nó chưa đủ trọng tâm nhất cho cái khát vọng đó, cái ước mơ đó, thì mình sẽ điều chỉnh lại. Không ai làm thay ai được, bắt buộc phải là bạn làm các bạn. Bắt buộc phải mình làm. Và cái tội nhất trong cuộc đời là trên 90% con người đi làm thuê cho ước mơ của người khác. Các bạn thấy nghiệt ngã không? Trên 90% con người lại đi làm thuê ước mơ cho người khác. Mình mơ đó, nhưng mình không làm, mình làm thuê cho ước mơ của người khác. Cho nên chính mình phải liệt kê 7 việc làm mỗi ngày để mình làm cho chính cái ước mơ của mình anh chị. Hãy hành động mỗi ngày để mình làm cho chính ước mơ của mình. Tại vì cái đứa con tinh thần mình đẻ nó ra mà mình không nuôi dưỡng, không chăm sóc để nó trưởng thành được, thì lúc mình nhắm mắt xuôi tay mình không có an được, đúng không? À, giống như đứa con vật chất của mình sinh ra, mình nuôi dưỡng nó lên mà nó không trưởng thành được, thì đó là một cái nỗi buồn sâu thẳm, đúng không? Và nỗi buồn của gia đình, đúng không?
Và nếu mà lớn hơn là nỗi buồn của gia tộc, nếu như mình có con mà con mình lớn lên nó hư. À, và đứa con tinh thần nó cũng cũng không không khác gì đâu, nó còn lớn hơn. Không biết sao nhưng với tôi đứa con tinh thần nó còn mãnh liệt, nó còn mạnh mẽ hơn đứa con thể xác nữa. Thật á. À, tại vì tôi biết đứa con tinh thần của tôi mà nó trưởng thành được thì rất là nhiều người trên thế giới này được nhờ nó. Một ngày nào đó mỗi học sinh Việt Nam được học tập trong một cái môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đó là đứa con tinh thần của tôi, là giấc mơ của tôi. Mà cái giấc mơ đó trở thành sự thật thì cả xã hội Việt Nam và cái đời sau của Việt Nam đều mang ơn đến tôi. Cái đứa con tinh thần này nó quá tuyệt vời mà. Một ngày nào đó, mỗi học sinh Việt Nam phải được học tập trong một cái môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Thì dân tộc Việt Nam sẽ hùng cường thôi. Chắc chắn là như vậy. Tại vì mỗi đứa trẻ Việt Nam nó trở thành anh hùng trong chính đó. Tại vì một người trở thành anh hùng trong chính cuộc đời của họ là họ phải sống trong một cái môi trường học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và anh chị em cũng vậy. Hãy cho mình một cái ước mơ lớn, một khát vọng lớn, một cái niềm tin cháy bỏng để mình làm được cái điều gì đó cho cuộc đời tốt đẹp. Nhưng cái điều quan trọng muốn làm được việc lớn thì gia đình của mình phải lành mạnh đã, gia đình của mình phải hạnh phúc nữa, đúng không ạ? Và bây giờ đến tiếp theo, xin mời chủ đề ngày hôm nay, xin mời cô Mai ạ, xin mời gia đình lành mạnh. Cô Mai ơi. Dạ vâng, em xin kính chào thầy Tuấn ạ, xin kính chào thầy Thái và chào tất cả các thầy cô, các anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Chúng ta lại bắt đầu một ngày mới của buổi sáng thứ ba với một chuỗi các chủ đề xây dựng gia đình lành mạnh. Vâng, và hôm nay thì cái chủ đề mà chúng ta cùng thảo luận sâu đó là chủ đề về tự tin và mối quan hệ vợ chồng. Thưa các thầy cô, các anh chị, trong rất là nhiều cái buổi nói chuyện của thầy Trần Bình Tuấn thì thầy đã đề cập đến tự tin như là một cái yếu tố quan trọng để một cá nhân có thể biết thể hiện bản thân mình, biết kết nối, biết xây dựng những cái mối quan hệ lành mạnh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề này để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của sự tự tin cũng như là cái việc thiếu tự tin thì nó ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ, đặc biệt đó là mối quan hệ vợ chồng. Và trong những buổi chia sẻ của thầy Trần Đình Tuấn, một điều đặc biệt mà chúng tôi nhận thấy đó là rất là nhiều các anh chị đã chia sẻ những cái câu chuyện của các anh chị để có thể nhận được những định hướng, những chỉ dẫn của thầy. Và rất là mong là ngày hôm nay chúng ta có những vấn đề gì, chúng ta có những cái câu hỏi gì cần thảo luận thì chúng ta cũng đưa ra để cho tất cả cộng đồng của chúng ta cùng có cơ hội học hỏi và chia sẻ ạ. Và không để cho các thầy cô, các anh chị, các quý vị đợi lâu thì chúng ta xin được chào đón thầy Trần Đình Tuấn ạ. Thầy ơi, em kính chào thầy. Dạ. Vâng. Kính chào thầy Thái, kính chào Mai và xin kính chào tất cả các bạn đang tham gia cái buổi thảo luận này. Cái đề tài mà Mai nêu lên ngày hôm nay đó thì tôi nghĩ là nó là một trong cái đề tài hết sức là quan trọng. Riêng đối với phương Tây đó, thì nó có nhiều trường phái, nhưng mà trong cái trường phái mà truyền thông đó, thì nó chỉ trường phái được có thể nói là được khá có ảnh hưởng lớn đó, là bởi vì mọi người đều ý thức được là cái công cụ để mà người ta làm được mọi chuyện. Thế rồi lúc đấy tôi nghe thầy Thái có nói một cái mà tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng, đó là cái hành động. Nếu mà mình có ý tưởng vân vân có hay bao nhiêu cái hay mà mình không hành động thì cũng không làm gì được. Thì ở trong cái mà hành động đó, nó cái truyền thông nó có một phần cực kỳ quan trọng ở trong cái hành động. Bởi vì mình phải có communicate được với mọi người thì cái hành động của mình nó mới lan tỏa, nó mới có một cái thuyết phục người ta vân vân. Nó mới đạt được cái kết quả cao nhất. Bởi vậy cho nên người ta có rất nhiều tác giả ở phương Tây là người ta nhấn mạnh cái trường phái là truyền thông. Thì bây giờ cái trở lại cái đề tài của mình hôm nay là cái vai trò của tự tin với truyền thông nhé. Một lát nữa tôi sẽ có dịp tôi sẽ nhắc lại cái này. Tức là trong cái tự tin ấy thì người ta cho là nó là cái chìa khóa để mà giải quyết rất là nhiều cái mâu thuẫn, để mà đạt được hạnh phúc vân vân. Thì nó ở trong cái truyền thông. Mà nếu mà muốn truyền thông được đó, thì người ta phải có một cái vô cùng quan trọng các bạn, cái đấy là tự tin. Tại vì nếu mà mình không tự tin thì truyền thông mình nó lệch lạc hết, nhiều khi nó phản truyền thông luôn các bạn.
Nó hôm nay cái buổi trình bày của tôi hôm nay tôi sẽ gắn liền hai cái này lại với nhau và thì bây giờ mở động, bây giờ mình bắt đầu đi vào cái tự tin nhé. Tự tin là gì? Người ta ở Việt Nam mình là người ta nhiều bố mẹ hay nhầm cái tự tin với tự kiêu. Nhưng mà thật ra thì hai cái đó nó rất ngược nhau các bạn. Cái tự tin đó là nó rất là ngược với lại tự kiêu. Tự kiêu chính là phản diện của cái thiếu tự tin. Khi người ta không tự tin thì có một số người nó phản ứng lại cái đó bằng cách là nó tự kiêu để nó che đậy cái tự tin của nó, cái thiếu tự tin của người ta, của cái người đó. Vậy thì thiếu tự tin có nghĩa là không có cái niềm tin và cái giá trị của bản thân mình. Thì đó là thiếu tự tin. Không có tự tin là như vậy đó. Và cái người mà không có một cái niềm tin vào cái giá trị của bản thân mình đó thì họ sẽ rụt rè, họ sẽ nhiều khi tôi trình bày lúc nãy là họ lại có một cái phản ứng ngược lại, tức là họ lại quá trở nên là quá quá cái mức mà aggressive, tức là họ tìm cách họ chấn áp người khác. Nhiều khi họ quá mức là bởi vì để họ che lấp cái thiếu tự tin của họ. Thế còn cái người tự tin là sao? Người tự tin là họ rất là bình thản các bạn. Họ rất là bình thản, họ nhìn thấy được vấn đề, họ chấp nhận được những cái khuyết điểm của họ, họ chấp nhận được cái ưu điểm của người khác mà họ không cảm thấy bị đe dọa. Đấy là cái người tự tin. Còn cái người thiếu tự tin thì khi họ nhìn thấy người khác có ưu điểm thì họ sợ lắm, họ bị đe dọa, họ nghĩ là thắng thua, họ nhìn cái vấn đề dưới cái căn nhãn quan là thắng thua. Còn cái người tự tin thì ngược lại các bạn, người tự tin luôn luôn bình thản và người ta chấp nhận là người ta có thể thua rất là nhiều người. Nhưng mà cái đó không có là gì quan trọng cả. Nếu mà tôi thấy một người hơn tôi thì tôi nhận ra cái điều hơn tôi đó và tôi học hỏi. Và tôi còn mừng cho cái người kia đã hơn tôi, nhất là người đó lại là người thân của tôi. Chứ dù ở trong gia đình có một người chồng hay một người vợ, mà người chồng hay người vợ nhìn thấy vợ mình hay chồng mình có những cái ưu điểm và mình không cảm thấy là bị đe dọa bởi cái ưu điểm đó, và mình còn mừng nó, ồ mình may quá mình lấy được cô vợ này, hay là mình lấy được ông chồng này, ông có nhiều cái rất là hơn mình, cũng có nhiều cái ưu điểm mà mình không có. Thì đấy là cái người tự tin. Thì chính là cái đặc tính đó của người tự tin đó các bạn, giúp họ thành công ở trong mọi chuyện. Và nhưng mà mình không nói những chuyện khác, hôm nay mình chỉ nói trong gia đình. Nếu trong gia đình mà một người chồng hay một người vợ nhìn thấy những ưu điểm của vợ mình hay chồng mình và cảm thấy mừng, cảm thấy vui, cảm thấy mình may mắn, mình hạnh phúc, thì như vậy là mình quá may mắn rồi. Phải không các bạn? Như vậy là làm được hạnh phúc rồi. Thế còn ngược lại cái người thiếu tự tin đó, thì người ta nhìn thấy ưu điểm của người khác, người ta cảm thấy sợ sệt, người ta cảm thấy là người ta thua, người ta cảm thấy người ta nhìn vấn đề trắng đen, nhìn vấn đề giữa cái mà win lose, tức là win lose, tức là người ta nói là thắng thua đó, chứ không có win, win win là thắng thắng. Thì từ cái thiếu tự tin đó, nó sẽ đưa đến rất là nhiều cái hệ lụy. Thí dụ như cái phản ánh của cái thiếu tự tin là cái communication, tức là cái cách người ta diễn đạt tư tưởng, nó sẽ bị bóp méo rất là nhiều. Nhiều khi người ta sợ, người ta không dám nói, bởi vì nói ra thì sợ thua, nói ra sợ bị khinh, nói ra thì người kia sẽ kiêu căng, người kia sẽ coi thường mình, vân vân. Hay là mình nói ra nhiều này mình sẽ bị người ta reject, tức là người ta sẽ không ủng hộ mình, người ta cười mình, vân vân. Còn cái người tự tin đó các bạn, người tự tin người ta có thể nói ra cái người ta muốn nói mà người ta không quan tâm đến chuyện người khác đánh giá người ta. Thí dụ như người khác có thể bác bỏ cái ý kiến của người ta, không sao, bác bỏ không sao, tôi tôn trọng ý kiến của bạn, bạn bác bỏ ý kiến của tôi, cái đó đúng thôi, không có gì hết. Chúng ta sẽ gọi là tiếng Anh nó gọi là agree to disagree, tức là mình đồng ý với nhau về cái chuyện mình không đồng ý với nhau, cái đó là chuyện thường, cái đó là bình thường, cái đó là tốt cho các mối quan hệ. Nhưng mà cái người thiếu tự tin thì không có cái đó các bạn, bởi vì họ nhìn mọi vật mọi chuyện qua cái lăng kính là thắng thua. Có một cái điều bất hạnh là như thế này, cái người mà thiếu tự tin đó các bạn, thì người ta trách người khác các bạn, người ta trách móc, người ta tìm lỗi của người khác, bởi vì là đó là một cái cách để người ta tồn tại. Người ta thấy là người khác cũng kém như mình thôi, cũng chẳng hơn gì mình. Và trong sách thì người ta nói là cái người thiếu tự tin, người một thanh niên hay một thiếu nữ thiếu tự tin thì họ đi ra ngoài, họ hay tìm kết bạn với những người cùng thiếu tự tin như họ. Tức là người thiếu tự tin thì dễ có cái cơ hội là lấy một người chồng hay một người vợ cũng thiếu tự tin họ. Bởi vì khi hai người này gặp nhau, họ không cảm thấy bị đe dọa, họ cảm thấy an toàn. Cho nên họ hay tìm đến những người như vậy để kết bạn, và có thể là vì kết bạn cho nên họ sẽ đi đến một cái cơ hội nhiều tốt hơn. Tức là họ sẽ trở thành vợ chồng với nhau. Nhưng mà sau khi trở thành vợ chồng với nhau các bạn, thì cái người mà thiếu tự tin, người ta lại hay có khuynh hướng là mong muốn cái người chồng hay người vợ của mình lại
có được cái ưu điểm họ không có. Tức là thí dụ như tôi kém một cái gì đó, thì tôi lấy một người vợ, tôi lại muốn là người vợ tôi có cái ưu điểm đó mà tôi không có. Tức là nó là một cái mâu thuẫn. Một mặt đó, thì mình cảm thấy là cái người đó có cái ưu điểm đó thì người ta sẽ khinh rẻ, người ta sẽ coi thường mình là thua, mình là dưới cơ vân vân. Nhưng mà trong thâm tâm tôi vì tôi không có cái ưu điểm đó, cho nên tôi lại muốn cái người chồng hay người vợ của tôi có cái ưu điểm đó. Thì chính bởi vì cái mâu thuẫn đó cho nên họ rất là khó hạnh phúc các bạn. Họ rất là khó hạnh phúc. Và trong hai vợ chồng với nhau đó, thì cái mà người ta cần rất nhiều là cái communication, đúng không các bạn? Hai vợ chồng thì phải nói chuyện với nhau. Tất cả mọi công chuyện mình làm với nhau đều phải nói với nhau thì mới có thể làm, ví dụ bây giờ dạy con, ví dụ bây giờ sự nghiệp, công ăn việc làm vân vân, tất cả cái đó mình phải bàn với nhau, mình phải nói với nhau. Nếu mà mình không bàn với nhau thì cái gia đình nó một cái sứt mẻ rất là lớn. Tức là chồng làm việc cho đằng chồng, vợ làm việc cho đằng chợ, đằng vợ, hai người không nói chuyện gì với nhau. Thậm chí nhiều khi người ta không biết cách nói chuyện với nhau, thậm chí người ta còn dẹp cái nói chuyện với nhau đi. Ví dụ như người chồng đi làm về mà muốn nói chuyện gì với vợ thì người vợ bảo thôi ông ơi, mệt lắm rồi, tôi nhức đầu lắm rồi, ông những cái chuyện ở ngoài đường của ông đừng có về nhà ông nói với tôi, tôi mệt lắm. Thì người ta ngắt, hay người vợ, người chồng cũng có thể nói cái chuyện đó với người vợ. Thì người vợ về nhà than phiền, gặp cái khó khăn này, gặp cái khó khăn kia ở nơi ở ngoài xã hội, thì người chồng cũng gạt đi, đó là tôi những chuyện ở ngoài đường thì em mang ra ngoài đường em để đi, em đừng có mang về nhà, nó mệt anh lắm, nhức đầu anh lắm. Thì khi mà người chồng hay người vợ nói như vậy đó, thì người ta dội một cái nước lạnh, một cái ly nước lạnh vào trong cái communication, cái ý muốn communicate của người vợ. Và khi mà làm như vậy thì thưa các bạn, cuối cùng đó thì người ta càng ngày cái communication của người ta nó càng tàn lụi đi. Và sở dĩ mà không có cái nguyên nhân là bởi vì cái thiếu tự tin đó các bạn. Bởi vì ông chồng ông ấy không có cái tự tin để ông ấy có thể thông cảm được cái khó khăn của vợ ông, và để ông ấy thấy được là đây là một cái cơ hội để cho ông ấy có thể ông ấy giúp người vợ ông, ít nhất là ông lắng nghe chẳng hạn, để ông tỏ ra cái sự thông cảm. Ông không muốn như vậy bởi vì ông thiếu tự tin, ông không nghĩ là ông có thể làm cái chuyện đó. Vì vậy cho nên cái kết quả là những người vợ chồng mà thiếu tự tin với nhau đó các bạn, thì họ thứ nhất là họ hạn chế những cái cơ hội để họ communicate với nhau. Và khi mà họ hạn chế những cơ hội để communicate với nhau thì họ hạn chế những cơ hội để mà họ cảm thấy là họ là vợ chồng, họ hạnh phúc, họ chia sẻ, họ thương yêu, họ làm những cái mà trong cái lớp này mà chúng ta nghe rất là nhiều trong những buổi thảo luận, như là cái diễn đàn SE mà các bạn đang tham dự đây, là bởi vì họ thiếu tự tin, họ mất đi một cái công cụ rất là lớn như vậy. Rồi xong, tức là họ hay blame người khác, họ hay trách móc người khác, họ che giấu những cái tư tưởng của họ vì họ sợ nói ra như vậy thì họ bị coi thường, hay là bị reject, tức là họ bị không được hỗ trợ vân vân. Thì như vậy tức là chính bản thân họ, cái communication của họ cũng bị lệch lạc các bạn, và họ cũng chính họ cũng đã lỡ rất là nhiều cái cơ hội. Thế còn bây giờ mình nói cái đó hơi trừu tượng, bây giờ tôi đưa một cái thí dụ như thế này. Bây giờ một cặp vợ chồng người ta tự tin, người chồng tự tin vào cái khả năng và cái giá trị của anh đó, và người vợ cũng tự tin vào cái giá trị của chị đó, và hai người cứ nhìn nhận cái giá trị cũng như là những khuyết điểm của nhau. Và họ thấy được là cái khuyết điểm của vợ mình hay khuyết điểm của chồng mình là bình thường, là không ảnh hưởng gì tới mình hết. Và cực kỳ khi đó còn là cơ hội để cho mình giúp cho vợ mình bớt những cái khuyết điểm đó, hay là chồng mình bớt những khuyết điểm đó, để cho hai người cùng vươn lên. Thì đấy, thế bây giờ một cặp vợ chồng như vậy đó, thì họ sẽ trân trọng những cái cơ hội mà họ có thể communicate với nhau. Thí dụ như tôi trở lại cái thí dụ lúc nãy, thí dụ như người vợ đi làm về mệt mỏi, than phiền với chồng là sợ gặp cái chuyện này gặp chuyện kia, nhức đầu mệt quá, không biết bây giờ không biết xử làm sao, thì người chồng anh đó, người vợ cũng không nhất thiết là phải mong là anh chồng anh ấy chỉ cho mình một cái phép lạ để thoát ra khỏi cái đó. Vì ông đâu có phải là ông tiên đâu, ông là ông chồng thôi, ông không phải là ông tiên, ông không có một cái magic wand, một cái đũa thần để ông vẩy một cái là bà mất cái vấn đề khó khăn đó. Nhưng bà nói để làm gì thưa các bạn? Bà nói mục đích của bà nói là để cho bà được xả cái khó khăn của bà, thế thôi. Và bà chỉ mong là bà được một người lắng tai nghe, thế thôi. Và như vậy là đạt yêu cầu rồi. Thành ra ông chồng trở lại ông chồng thì ông chồng cũng không cần phải nói cái gì nhiều, ông ấy chỉ cần là lắng tai nghe,
và ông sẽ tỏ ra một thông cảm là nếu mà ông ở trong hoàn cảnh như của bà thì ông cũng khó chịu lắm, ông cũng khổ lắm. Thôi bây giờ mình ăn một cái gì đi cho nó bớt bực mình đi chẳng hạn, thí dụ như vậy. Hay là hai vợ chồng mình làm một cái chuyện gì đó cho nó vui vẻ, nó bớt cái sự căng thẳng đi. Hoặc là mình đi bộ đi, mình tối nay thôi mình không ăn tiệm nữa, mình đi ra ngoài mình ăn ở ngoài đi. Hay là tối nay thôi mình dẫn cả nhà đi ra ngoài ăn một cái gì cho nó nhẹ nhõm cái đó, cho nó bớt căng thẳng. Chỉ như vậy thôi các bạn, một cái chuyện rất là nhỏ nhưng mà cái đó nó giúp, nó là một cái liều thuốc bổ rất là tốt để cho cái mối quan hệ vợ chồng, để người ta cảm thấy hạnh phúc. Và như vậy đó thì cái người vợ đó họ lại càng muốn là được chia sẻ với chồng mình, là bởi vì chia sẻ với chồng mình là mình được lợi rất là nhiều, mình được thoát ra khỏi những cái căng thẳng không cần thiết vân vân. Mặc dù không cần phải giải pháp, thường thường những cái chuyện đó nó phức tạp, làm sao ai mà có giải pháp ngắn gọn là giải quyết ngay được những cái rắc rối của cuộc đời, phải không các bạn? Nhưng mà cái cách người ta communicate với nhau nó có hiệu quả rất là lớn. Thì những cặp vợ chồng như vậy đó các bạn, họ hạnh phúc. Họ hạnh phúc là bởi vì họ không sợ là khi họ không sợ là họ bị cái người chồng hay người vợ của look down on them, tức là nhìn từ trên cao nhìn xuống và coi thường họ. Họ không có cái cảm giác đó. Họ tự tin, họ nghĩ là cái giá trị của họ, người chồng mình hay người vợ mình biết được cái đó và trân trọng cái đó,